Khang Audio xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh cho mình để bà con nhân dân của 63 tỉnh thành được biết đến Khang Audio, được tiếp cận đến những cái sản phẩm âm ly, loa, đài. Chất lượng thì tốt mà giá thành thì lại tình thương mến thương. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly, loa, đài, phụ kiện audio, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 036 88 88 479. Giao hàng toàn quốc. Lưu ý, những đồng chí nào chưa có nhu cầu mua hàng tốt thì thôi khỏi phải điện. Hình thức giao dịch, các đồng chí vui lòng đặt cọc cho mình một cơ số tiền, khi đó mình sẽ đóng hàng gửi đi, đơn vị vận chuyển Viettel Post sẽ giao tận nhà. Công việc còn lại rất đơn giản, các đồng chí nhận hàng trả nốt tiền, nhưng nhớ là phải vỗ tay. Thế là cuộc giao dịch của chúng ta thành công mỹ mãn. Còn về phần tiền phí ship, bên mua được quyền thanh toán. Mình rất trân trọng cái quyền này của bên mua. Xin cảm ơn rất nhiều. Merci. Mời các đồng chí cà phê hòa tan đá. Thông tin đến các đồng chí, cái tiền phí ship vận chuyển đi khắp 63 tỉnh thành cứ có ở trên bản đồ hình chữ S thì nó rơi cửa tầm 140-150 nhá. Đấy, ví dụ đấy là thu hộ thôi, còn thực tế có những đồng chí ví dụ ở Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Lũng các thứ ấy, xa như vậy, mình thì mình ở Bình Dương, thế nhưng các đồng chí ấy, tin tưởng mình tuyệt đối trả tiền mình hết ấy, không thu hộ nó chỉ có 100.000 đồng thôi nhá. Đấy, đây cũng thông tin luôn với các đồng chí là cái tiền phí ship vận chuyển nó chỉ có thế thôi, để xua tan với cái vấn đề gọi là khoảng cách địa lý. Đấy, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, là các đồng chí cũng không nên coi như thế là điện thoại khoe khoang với mình là mình mua ở chỗ nọ chỗ kia, Sen Đỏ, Lazada rồi các kiểu. Tôi chẳng phải đặt 1.000 đồng nào cả, cứ hàng đến tận nơi bóc bánh trả tiền nhá. Thì cũng xin thưa với các đồng chí, bắt chuột là việc của mèo, các đồng chí mua ở đâu đấy là việc của các đồng chí nhá, đấy là việc riêng tư, ta không nên coi như thế là bàn về cái vấn đề đấy, mà cũng không nên khoe mẽ nhá. Bọn mấy cu con nó gọi là nổ ấy. Đấy, với mua của mình là bắt buộc phải đặt cọc nhá. Đấy, chính thức thông báo với các đồng chí, một đệ tử văn võ song toàn đủ tiêu chuẩn sư phụ cho xuất sơn. GHS Audio BA1000X, cái thương hiệu GHS thì báo cáo với các đồng chí mình ưng bụng nhất là cái phần công suất của nó trâu bò, tức là công suất của nó khỏe. Ví dụ như những con âm ly 8 sò khác mà thi thố với công suất của con âm ly này cũng 8 con sò than lớn nhá. Con âm ly này cũng 8 con sò than lớn thì những chiếc âm ly khác, kính thưa các loại âm ly, không bao giờ có thể qua mặt được con này. Mình chỉ kết mỗi cái phần công suất của cái âm ly này là nó trâu bò. Đấy, mà các đồng chí biết rồi, âm ly chơi nhạc âm ly mà yếu thì chơi nó thật sự là nó chán lắm nhỉ, chẳng ra làm sao cả. Đấy, có đồng chí chia sẻ mình mua được con Boston Hàn Quốc, Jaguar Hàn Quốc, thế nhưng nó lại chỉ có 4 sò. Thậm chí có đồng chí lại còn chia sẻ những cái con nó dùng Class D, Class C gì đó nhỉ, cái mạch công suất thì nó bé, nó mà chỉ bằng 2 cái bao thuốc lá Vinataba thôi. Báo cáo với các đồng chí là những như vậy thì đánh cái gì, nó chỉ ghép vào những cái lô đôi loa dàn, đôi loa đài là đẹp, chứ còn đánh vào những cái loa lớn làm sao đánh được. Nó phải những cái cả công nghệ của Mỹ, của Nhật, 4 sò âm ly 4 sò của Mỹ, của Nhật mình cũng đã va chạm, cũng đã chọc máy, mình cũng biết rồi, nghe chưa. Đấy, nó chỉ ăn được những cái loa vừa vừa đấy. Đấy, còn những cái loa lớn nó không thể ăn được, đánh nó không ra làm sao cả, chứ chưa nói chuyện là mấy anh Hàn Xẻng với Hàn Quốc nha. Đấy, thông tin với các đồng chí là như vậy. Âm ly này được trang bị cho 8 con sò than lớn tên là C5200 và A1943. Đánh những đôi bass 25cm ấy, cái volume master này và volume music 2 con để hướng 10 giờ thì ghê gớm lắm rồi. Đánh đúng kiểu gọi đám cưới rồi. Thế là các đồng chí biết công suất của nó như nào rồi nha. Đấy. Tất cả các chiếc áp và công tắc đã được thay mới hết. Hai con này, hai con volume master và music bao giờ cũng được trang bị chiếc áp bi. Đấy. Echo thì con M65031
Ngày nãy mình kiểm tra rồi, con này có thể hát karaoke tốt nha. Đấy, thông tin với các đồng chí là như vậy. Bây giờ ta đi ở bên trong. Tổng thể con này còn rất chi là mới nhá, rất chi là mới và đẹp đây. Đấy, rất chi là mới và đẹp. Đấy, bây giờ ta đi ở bên trong. Đây. Đây là cục biến áp nguồn của GHS đây. Audio. Đấy, biến áp nguồn. Còn đây nó cũng khôn lắm, nó dọc tiếng Hàn Quốc cũng cùng vào nhá. Đấy, nhưng mà cái chữ đấy cũng chẳng quan trọng. Đấy, quan trọng là cái trải nghiệm thực tế của mình thấy nó cảm tưởng coi như thế là cái thực tế, cái phên vỉ của nó nhá. Xong rồi là cái trải nghiệm là mình đấu, mình đánh nghe, mình nghe thấy nó đánh lực, đánh nghe chắc tiếng, âm thanh nó hay thì mình tuyển về mình bán cho các đồng chí thôi, chứ mình không quan trọng về cái tên tuổi của nó là cái gì. Đây. Đấy, nguồn đây. Đây là mạch lọc nguồn này. Đấy. Mạch lọc nguồn, hai tụ lọc nguồn nó còn ghi cả chữ GHS ở đây này. Thế là toàn bộ cái âm ly này còn nguyên zin nhá. Đấy. Các đồng chí nhìn cái tỏa nhiệt. Tỏa nhiệt của hai con ổn áp cộng trừ 15V có ưng gây bụng không? Mình là mình rất ưng nhá. Có những cái hãng mà mình có nói thật với các đồng chí, ví dụ như cái hãng Nanomax, chả bao giờ người ta dùng cái miếng nhôm để tỏa nhiệt cho hai cái con ổn áp này. Đấy, có rất nhiều hãng, nhưng mình lấy cụ thể là cái hãng Nanomax. Tại vì mình trải nghiệm có hàng trăm, hàng vài trăm con Nanomax này chứ không phải đơn giản. Đấy, thi thoảng nhá, thi thoảng những cái phiên bản cao đắt tiền thì người ta mới trang bị cho nó cái nhôm tỏa nhiệt. Còn những cái phiên bản rẻ rẻ là người ta không có. Thế mà ở đây cái con GHS này, phiên bản này là phiên bản rẻ tiền này, vẫn có, vẫn được trang bị nhá. Đấy. Đây. Còn đây là mạch công suất. Mạch công suất thì ghê gớm quá. Mạch công suất này nhìn phát là đã biết là nó trâu bò. Đúng không ạ? Điện trở đây này. Nó toàn dùng điện trở công suất. Những con điện trở công suất như thế này thì các đồng chí chỉ nhìn thấy là những con đẩy công suất lớn, đẩy để dùng cho cái vấn đề âm thanh sân khấu ngoài trời ấy. Thế mà ở đây nó lại đưa vào đây thì mới biết là cái mạch công suất của nó trâu bò. Âm ly thế nhưng mà giang mang coi như thế là nội công của đẩy nhờ, tức là rất chi là khỏe. Đấy. Điện trở này đúng là âm ly hỏng rồi, nhưng điện trở chưa hỏng. Đấy. Bên đây nữa, hai bên. Đấy. Đấy. Bên nào cũng như bên nào còn nguyên zin, đẹp tuyệt vời, chưa có sửa chữa gì cả nha. Đấy. Cái mạch công bát chép. Bát chép rồi là mic, rồi là echo. Nãy mình có một nguyên cái clip mình gì rồi, đúng không? Mình tháo ra để mình quay cho các đồng chí xem kỹ rồi. Chỉ có cái điều đây này, keo đổ này. Những cái này, này. Những cái này là nhà sản xuất nó không bao giờ đổ. Này. Đây này. Đấy, bây giờ mình đổ vào rất chi là chắc chắn nhé. Để này, đấy. Để tăng cái tuổi thọ của cái âm ly này lên. Này. Đấy. Chứ nguyên bản nó không đổ đâu nhá, nó không đổ đâu. Này. Lúc nãy mình chia sẻ rồi đấy, nguyên bản của nó không đổ, qua đến lượt tay mình thì mình phải đổ ngay. Đấy. Bất kể chỗ nào cũng vậy, phải đổ ngay. Còn đây là mặt sau của nó. Đây, mặt sau. Đấy, công suất ở đây nó đề là bao nhiêu? 700W nhá. 700W. Nó đề thế thôi. Thế nhưng mà cái con 8 sò này thì theo mình là ví dụ như một đôi 3 tấc, chứ nó cũng không chưa được hai đôi đâu. Chứ nó để 700 chứ nó đến 7000 đấy là việc của nó nhá. Việc của mình trải nghiệm thực tế thì mình thấy rằng ví dụ như một đôi 3 tấc là nó chơi cho tơi bời khói lửa nhá. Còn không nên khoe là từ bao nhiêu côn bao nhiêu, từ bao nhiêu côn bao nhiêu, đấy là việc của cái loa. Mình dám đảm bảo với các đồng chí chiếc âm ly này, những cái con loa 3 tấc chơi một đôi nó đánh cho tơi bời khói lửa, nó đánh cho nhũn loa là thì thôi nhá. Đấy, đấy. Cái chân rắc này vẫn còn zin vì con âm ly này nó còn rất chi là mới. Đây này, đấy, nó còn sáng loáng như thế này. Đấy. Những cái con này nó chặt lắm, cái nút này nó chặt lắm nhá. Cái này định chả mấy khi dùng, đường linear là đường ra súp đấy nhá, ra chầm điện đấy. Đây, rắc nguồn của nó thì lại rắc rời, rắc rời ba chân kiểu rắc của cái nồi cơm điện nhá. Cầu chì bảo vệ thì cầu chì giống kiểu của Liwa, ổn áp Liwa nhá. Này, phu xe này. Đấy.
Còn cái đám cọc loa này thì quá ưng cái bụng nha. Đây, không phải suy nghĩ gì về đám cọc này. Đấy, tổng thể con rất chi là mới và đẹp. Đây nắp lưng của nó đây, đấy, GHS nha. Đấy, cái nắp cũng rất chi là đẹp, nên nó bụi bẩn đây này, bẩn thì mình lau đi lấy hết chứ không phải gì đâu nhá. Đấy, tổng thể nói chung là con âm bì này xứng đáng với đồng tiền bát gạo của các đồng chí bỏ ra. Đây, ốc của nó này chỉ có cái điều là theo mình là nó chưa được khôn lắm, tức là hai cái miếng tỏa nhiệt của cái vỉ công suất này, này nó đẩy ra giáp vào đây rồi nha. Đẩy nó đẩy, nó đẩy ra đây này. Đấy, nó đẩy giáp vào đây, lát nữa mình sẽ bắt cho nó một con ốc ở đây chỗ này, bắt cho nó mỗi bên một con thôi chứ không cần nhiều. Đấy, để như thế này, đây như này. Đấy, nó bắt hai này, nó bắt hai con là đã chắc chắn lắm rồi. Thế nhưng mà đến lượt mình nhá, mình bắt cho một con ốc ở chỗ này nữa và đây nữa thì thôi rồi lưỡm ơi nha, đập cũng không ra được, phải dùng máy cắt. Thôi xin cảm ơn các đồng chí, chào thân ái, merci.